Sự thật về não cá vàng và lời giải cho trí nhớ Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra những chú cá vàng có thể hay quên, nhưng khi nói đến âm nhạc cổ điển, chúng thực sự là thiên tài. Cá vàng có trí nhớ tốt và phân biệt được giữa một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Đức Trona Sebastian Bach trong thế kỷ thứ 18 và nhà soạn nhạc Igor Stravinsky người Nga ở thế kỷ thứ 20, giáo sư Segeru Wanzanaben. Một giáo sư thuộc khoa học tâm lý trường đại học Kyo ở Tokyo, Nhật Bản cho biết, cá vàng thông minh hơn nhiều loài cá khác, chúng có thể phản ứng với sự thay đổi của màu sắc và âm nhạc. Trong thí nghiệm về âm nhạc cổ điển, cá vàng được biết đến như là một chuyên gia nghe bởi nó đã phát triển một cấu trúc để tăng cường khả năng nhận tín hiệu âm thanh ở tai trong của chúng. Segaru Watanabe nói, Điều này chứng tỏ cá vàng đã phát triển những tính năng cụ thể giúp kích thích bộ phận thính giác phức tạp, cái mà chỉ được công nhận ở những loài động vật có xương sống thời hiện đại. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với bốn chú cá vàng. Chúng sẽ ngậm vào một loại hạt có trong bể cá khi nhận thấy bản nhạc đang nghe là một tác phẩm âm nhạc có tiếng và không làm gì khi đó là bản nhạc bình thường do người khác chơi. Tuy nhiên thì cá vàng không phải là loài tiếp thu nhanh, chúng phải mất hơn 100 khóa học để có thể phân biệt làm thành thục mọi thứ. Các nhà khoa học cũng thử nghiệm xem liệu Liệu những chú cá vàng có thể nhận ra tác phẩm khác của nhạc sĩ mà chúng chưa nghe bao giờ trước đây hay không. Tuy nhiên thì câu trả lời họ nhận được là cá vàng sẽ bơi xung quanh và cắn vào loại hạt một cách ngẫu nhiên. Trong một thí nghiệm khác thì các chuyên gia đã cho 6 chú cá vàng thưởng thức những loại âm nhạc khác nhau. Họ nhận thấy giống như là con người, chúng cũng có những sở thích cá nhân, thích nghe nhạc của tác giả này và tránh đi khi tác phẩm của người khác cất lên. Giáo sư Guantanamo khẳng định những phát hiện này đã cho thấy cá vàng là sinh vật tương đối đơn giản với trí thông minh ở mức trung bình. Như giả thuyết trước đây chỉ ra, cá vàng chỉ nhớ được những gì có trong 15 giây đổ lại, nhưng nghiên cứu đã cho thấy cá vàng có thể có bộ nhớ lên đến 3 tháng. News, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.